Ngày 23 tháng 1, huyện ủy Đầm Dơi tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2024, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá công tác chuyển giao hồ sơ đảng viên và thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy chi bộ trực thuộc huyện ủy. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách đảng bộ xã thị trấn, đồng thời phân công 35 đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban đảng, văn phòng huyện ủy, trung tâm chính trị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, đoàn thể huyện. Định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp khóm để kịp thời chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó nắm tình hình ở cơ sở. Năm 2023 có 91 đồng chí ở các ban đảng huyện ủy đã dự sinh hoạt 37 chi bộ trực thuộc huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng ủy ngành huyện. Đối với thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2023 có 62 trên 62 đảng ủy chi bộ trực thuộc huyện ủy có đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề. Đối với công tác chuyển giao hồ sơ đảng viên, toàn huyện có 5.914 hồ sơ đảng viên đã phân công cho các đảng ủy quản lý 5.421 hồ sơ. Hiện nay công tác chuyển giao hồ sơ về ban tổ chức huyện ủy quản lý đã sẵn sàng. Thời gian thực hiện bắt đầu trong tháng 2 năm 2024. Thời gian tới, huyện ủy Đầm Dơi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, thường xuyên phê bình nhắc nhở những chi bộ sinh hoạt không đúng quy định, khuyến khích động viên khen thưởng những điển hình tiên tiến. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác xây dựng đảng cho các đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên.